Rồi, ngồi vào ghế thôi. Rồi, ổn định chỗ ngồi ha. Mời anh chị có thể mở mặt nạ của mình ra. Dạ, chào anh. Dạ, em chào. Wow. Thế bây giờ mình sẽ tự giới thiệu về bản thân mình trước ha. Rồi, mời anh giới thiệu trước nè. Chào bạn Cát Từ. Dạ. Mình chào bạn gái kế bên. Mình chào toàn thể quý vị khán giả. Mình tên là Lê Minh Hương, quê ở Đồng Tháp. Mình hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mình đang là nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Công việc chính là quản lý kho. Mình năm nay 46 tuổi. Sống ở thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu năm rồi anh? Mười mấy năm rồi. Anh đang sống với ai trên này? Trên này thì cũng gia đình lên trên này phân nửa rồi. Mình sống là sống riêng một mình. Là anh làm giờ hành chánh hay sao anh? Cũng một tuần thì làm giờ hành chánh, một tuần thì mình phải trực ca đêm. Rồi, tới phiên dạ. Mình giới thiệu đó chị. Em chào chị Tường, em chào anh bên kia, em chào khán giả. Trời. Tên là Hồng Loan, hôm nay 39 tuổi, làm kế toán ở Cần Thơ. Quê thì ở Tiền Giang. Sao đi làm chi xa vậy? Tiền Giang sao mà đi làm qua túc bên Cần Thơ vậy? Còn hồi trước thì em cũng làm ở Sài Gòn cũng mười mấy năm rồi, em mới về dưới được 3 năm. Dạ tỷ như bây giờ xin lên Sài Gòn làm lại được không? Dạ chắc được. Ủa mà lý do sao đang làm ở Sài Gòn mà lại đi về Cần Thơ? Dạ hồi trước em đổi hướng cho nó khác nhiều. Đổi phong thủy ha. Anh giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của anh. Điểm mạnh của mình thì mình nấu ăn bạn bè cũng khen ngon. Nhưng mình thì thật thà, chút thật. Yeah. Hiền, không tánh không có nóng. Điểm yếu thì cũng mình hơi bảo thủ tí. Những cái ý kiến của mình rồi đó. Hơi có một cái giữ những cái ý kiến của mình. Hơi gục gà rồi trước đông đông tí. Thế còn mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình? Dạ, điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, chăm chỉ. Điểm yếu là gì? Cũng hay rụt rè, nhiều khi cũng hơi trầm tính. Hai bên mà bên nào cũng rụt rè hết trơn rồi tìm hiểu nhau, bên nào tấn công và bên nào phòng thủ. Ảnh là người hơi bảo thủ thì mình thấy sao? Em nghĩ là ai cũng có cái suy nghĩ của riêng mình, nhưng mà mình cũng chịu lắng nghe, tiếp thu cái ý kiến của người khác thì mình cũng nghe rồi mình trao đổi thì cuối cùng mình lựa chọn quyết định thôi. Cảm định hướng cũng vậy, mình nên bàn với nhau rồi mình mới rút kết ra được. Mình cũng rất là lắng nghe bạn đời của mình ý kiến. Dạ, đó. Nếu mà bạn đời của mình ý kiến mà hay hơn mình rất là tôn trọng. Đó, chứ mình khư mình nói mình đúng không, dạ, là đôi lúc, dạ, cũng không được. Mình đúng với cái tư duy của mình là hồi xưa giờ mình ở một mình. Dạ. Nhưng bây giờ hai người đôi lúc cái đúng của mình nó lại không phù hợp, là mình phải lắng nghe để mà mình đưa ra một cái nào nó đúng nhất. Hồi trẻ thì cái tôi hơi cao, nhưng mà càng lớn tuổi mình lại càng dễ. Đó, thấy nguyên nhân tại sao ế nè. Tình trường cũng trải qua hai mối tình rồi. Rồi, cách đây bao năm rồi? Cũng lâu rồi, 10 năm rồi. Đó là cái đoạn mà mới có là còn ba mấy đó. Trời ơi, đoạn đó lấy là đẹp rồi mà để chi tới bây giờ. Mà cái cụ thể đỉnh điểm là cái gì mà để dứt luôn? Bạn gái của mình còn ham vui, ham chơi, đua đòi. À, cổ nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn cũng 8 tuổi. 8 tuổi. Thế còn mình sao, tình trường mình như thế nào chị? Trước giờ cũng quen tìm hiểu sơ sơ thôi, chứ không có một mối tình nào mà nó cũng sâu sắc lắm. Cách nay 2 năm rồi chị. Cách đây 2 năm rồi. Từ đó nay là vẫn ở không? Dạ. À, nhưng mà bây giờ là vấn đề giữa anh chị là một người thì đang ở dưới ở thành phố, một người đang ở túc với Cần Thơ làm việc. Thì bây giờ theo anh thấy mình có khó khăn gì trong cái vấn đề yêu nhau không? Dạ không sao hết rồi bạn. Người ta nói yêu nhau mấy núi cũng trèo mà. Trèo rồi, bây giờ bao lâu anh mới trèo xuống tới Cần Thơ được một lần? Tùy theo cái cảm xúc của tình yêu. Cái nhớ nhung nhiều thật là đi đến nhiều. Thôi bây giờ mẫu người lý tưởng của anh là người như thế nào? Ước muốn được một người bạn gái ngoại hình dễ nhìn chút xíu được rồi. Có chiều cao từ 1m58 trở lên, hiền phúc hậu. Thế còn chị muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Tình cảm, sống tình cảm, biết quan tâm tới bạn gái, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Nói chung tiêu chí của hai anh chị thì cũng đơn giản, không có gì khó. Nè, cho em một tấm hình, mình coi thử coi nha. Hình chắc hơi lâu rồi bạn. Hình này mong mấy năm rồi? Hình này chụp rồi đi học. Trời ơi, bây giờ đi kiếm chồng ba mấy tuổi mà đưa hình thôi đi học. Rồi kiếm đi, tôi thua rồi đó. Em làm ơn giúp anh gợi ý giùm anh đó em. Mặt tròn. Mặt tròn. Thì lúc đó tròn trịa hơn giờ, để tóc mái. Thôi gán kiếm đi, coi như mình linh cảm đi. Mình kiếm cô em đi. Hên xui vậy. Hên xui đi. Được chưa? Ai? Ủa sao đoán anh đó? Thích cao hả? Dạ. Thích cao, có cao luôn.
Rồi xin mời quý vị chúng ta hãy hướng mắt về cửa trái tim của bạn muốn hẹn hò. Hẹn ăn trưa sẽ mở cửa ra. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Rồi xin mời hai anh chị so sánh hình ảnh. Anh rất hân hạnh nay mới được gặp em. Dạ, cũng hân hạnh được biết anh. Đây cái trái tim là cái cửa người ta nè. Đây nè. Bìa này hả? Chật hả? Chật rồi chứ. Chứ ai mới đúng? Ở giữa rồi à. Giữa. Rồi đó coi. Đúng rồi, xưa mặt tròn hơn giờ ha. Anh có bó hoa tặng cho em. Dạ, em có chúc em xinh đẹp như hoa. Dạ, dạ. Anh cũng có chúc hộp quà tặng cho em. Trời ơi, chu đáo quá. Mở ra coi cái gì mà gói kỹ dữ vậy. Thôi mình ngồi xuống đi chứ mình cao quá. Wow. Cái giỏ thôi. À, trời ơi. Anh chúc em làm cái toán lúc nào đếm tiền và có tiền riêng cho mình bỏ vô bóp đều đều. Dạ, dễ thương, hay quá. Cũng dẻo miệng lắm chứ bộ. Gặp ta kế toán cái nói tặng cái bóp đi, đâu có biết trước, chưa gặp đâu biết kế toán đâu. Mà mua cái bóp xong bây giờ thấy ta kế toán nó có tiền bỏ vô đều đều. Thôi được ha. Bây giờ là hai bạn sẽ có quà nhỏ tặng cho anh. Anh đoán không sai, sai mà cũng có quà nữa hả? Dạ. Đọc vị bất kỳ ai để không bị lừa dối và lợi dụng. Là sao, ý nghĩa cuốn sách này nói gì chồng? Cuốn sách này là một quyển sách tâm lý để mình hiểu đối phương đang mong gì và nghĩ gì để mình có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Là sao tự nhiên gì có cái vụ mà để không bị lừa dối ở trong nữa, bộ hay bị lừa dối. Tại vì tựa nó vậy thôi chị. Rồi bây giờ tôi sẽ mời hai anh chị ha, chúng ta sẽ cùng vừa thưởng thức một món ăn trưa tại nhà hàng rồi mình vừa tâm sự với nhau. Bây giờ thì các tường mời hai bạn sẽ thưởng thức món cà ri Việt Nam chế biến sốt theo kiểu Âu kết hợp với cơm, phong cách trình bày và trang trí món theo âm hưởng Việt Pháp cổ truyền. Mời hai anh chị, ngon miệng. Cảm ơn bà Tường. Dạ, anh mời em mời anh. Anh cho em hỏi hồi nãy anh nói anh tên gì, em nghe chưa rõ. Anh tên Hương em. Em cũng làm quen giới thiệu tên là mà anh nãy cũng. Dạ, tên Hồng Loan. Rồi anh mời em. Dạ, anh mời em một bữa thôi. Anh Phương đi làm là giờ nghỉ của anh là nó xoay vòng hay là anh làm thật ra từng cái ngày từng cái đêm. Em quan niệm như thế nào về tình yêu với về hôn nhân gia đình em? Mình cảm thấy một đối tượng nào đó mà mình nó phù hợp với cái tính cách và cái quan điểm của mình thì mình nên đặt cái thời gian và cái sự quan tâm vô người đó. Lập gia đình sau này em thích ở quê hơn hay là ở thành thị hơn? Cũng thích hướng về cái không gian nó trong lành, nó không quá bon chen, cũng dễ thích nghi lắm. Ở đâu thì em sống cũng được. Anh cũng vậy, anh cũng dễ sống, môi trường nào cũng sống được. Mà tại anh có cái sở thích của anh là anh thích ở cái môi trường trong lành, không khí trong lành với môi trường xanh. Giờ nếu mà tìm hiểu rút ngắn thời gian nhưng mà mình không có đưa đẩy nữa. Đúng rồi. Dạ thì có đớn rồi, phải tranh thủ chạy nước rút. Cũng khoảng từ 6 tháng đến 1 năm thì đủ hiểu rồi. Nếu mà mình thật tâm mình muốn tìm hiểu. Anh cũng vậy. Anh cũng từ 6 tháng 1 năm thôi chứ tìm hiểu lâu quá thì cũng không thành cũng vậy. Nói chung là mình tìm mẫu người hoàn hảo thì không có người nào hoàn hảo đâu. Dạ, đúng đúng rồi em. Chúng ta cùng lắng nghe, cùng quan tâm cái cảm nhận của đối phương mong muốn gì để mình thích hợp, cả hai cùng sửa đổi á. Thì mình quan tâm nhau, mình cũng thông cảm không những quá, cái khuyết nhỏ nhặt đó thì mình sẽ sướng quá. Đói bụng quá, hai người được ăn. Tường đi ra ngoài, Tường nghiên cứu hồ sơ của hai người. Đây là cái hồ sơ mai mối, tới bữa nay Tường mới được nhận. Đó, chương trình đã ghép đôi của hai bạn. Một người đăng ký chương trình là sẽ có một cái hồ sơ như thế này nè quý vị. Và cả ngàn, cả triệu hồ sơ mới ghép lại được hai cái hồ sơ này.
Bây giờ có một cái vấn đề này Tường muốn chia sẻ. Mà Tường đọc cái hồ sơ của em thì có một cái sự đồng cảm. Đàn ông bây giờ họ cũng thực tế, thực dụng lắm. Thì trong này em ghi là có những cái là giống như mình quen với ai, quen những người bạn trai á, yeah. Thì người ta cứ hay là đòi hỏi cái chuyện quan hệ trước hôn nhân, yeah. Nhưng mà mình thì mình lại không thích cái chuyện như vậy, yeah. Mà đàn ông mà nhiều khi mà không được như vậy á, là người ta cũng sẽ không muốn, không thích, yeah. Và hình như phụ nữ nào cũng bị, Tương cũng vậy á. Tại vì á, người ta cứ nghĩ rằng mình là có chồng có con rồi, em là còn chưa chồng là còn đỡ, chị có chồng có con rồi, cho nên là khi đàn ông ta tiếp cận mình là ta chỉ nghĩ chuyện đó trước tiên à. Đâm ra vậy, ai cũng vậy thì làm cho mình cảm thấy e ngại, cho nên mình cứ ở một mình hoài, đúng không? Dạ. Thí dụ như em đang cũng thích người đó, em yêu người đó, nhưng mà người ta đề cập như vậy thì em cũng không sẵn sàng hay sao để chị biết được cái nguyện vọng của em? Về phía họ thì họ phải để cho mình cảm nhận được là họ có đặt cái tâm vào họ và mình hay không. Em cảm nhận là người ta chưa có đặt cái tâm vào mình, người ta chỉ nói ở bên ngoài thôi. Chứ về cái hành động và cái cử chỉ hay là bất kỳ sự quan tâm nào khác thì mình chưa có chạm đến mình. Mà người ta lại muốn quan hệ, đòi hỏi cái chuyện quan hệ nam nữ. Đòi hỏi cái chuyện quan tâm thương thì không thấy, mà cứ thích cái chuyện kia không à. Đó, anh thấy sao? Hai người phụ nữ tố đàn ông đó thì anh suy nghĩ sao về vấn đề đó? Có khi cái kia nó cuốn hút cái tình yêu, làm cho người đàn ông nhớ nhung nhiều hơn. Cũng cái này là mỗi người mỗi quan điểm khác nhau. Quan điểm của anh là như thế nào? Quan điểm của mình thì về vấn đề mà sâu xa trong tình yêu thân mật thì cái đó cũng là tình yêu coi như là sâu đậm, thời buổi cũng hiện đại rồi. Nhưng mà ở đây người phụ nữ người ta nói giới điều kiện, người ta phải cảm nhận được là anh thật sự quan tâm đến người ta. Chứ đàn ông thì cứ ham muốn, nhưng mà cái chuyện quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người ta thì không thể hiện. Anh có thấy vậy không? Gần đúng là như vậy. Gần đúng là như vậy, đúng quá chứ. Gần đúng gì, đúng 100% chứ gần gì. Thì cái chuyện tình yêu và tình dục mà đi đôi song song với nhau là cái chuyện cũng bình thường. Ảnh nói cũng có cái lý đúng của ảnh. Nhưng á, đàn ông á có thể có tình dục mà không cần tình yêu, yeah. Nhưng á, phụ nữ á là phải có tình yêu cái đã rồi nó mới sinh ra tình dục. Anh có đồng ý cái ý đó không? Phải có tình yêu cái đã thì nó mới có tình dục. Bây giờ cơ bản chưa có tình yêu, mới biết nhau, mới gặp nhau, nói ví dụ nè, giờ mới gặp nhau có một lần ăn uống chưa hiểu gì nhiều. Rồi mai mốt anh đi xuống với Cần Thơ anh thăm chị nè, mới gặp có một lần chưa biết gì nhiều, anh rủ chị đi khách sạn, chị quýnh anh chết à. Chị quýnh anh chết à. Không, bản thân riêng của mình đó, thì mình, cái vấn đề đó mình thông cảm cho bằng nữ mình được. Ừ. Mình về cái tình cảm, về cái tình thương mến thương, mình vẫn thông cảm về vấn đề đó được. Hoặc là về cái vấn đề mình nghĩ về cái chuyện trăm năm hoặc chuyện lâu dài, ừ. Chứ không phải ngày bữa, ừ. Thì mình từ chờ đợi. Mình dung đắp cái tình cảm đúng của rồi. Mình chứ đúng không rồi. Có cái gì đúng. Mà mình phải gấp gáp hay mình đúng. Mình anh làm sao mà để một, quá. Đúng rồi, đến một lúc nào đó anh xuống anh thăm chị rồi yêu đoa chăm sóc qua lại. Đến một lúc nào đó mà anh đi về anh thăm chị đó, mà anh đi lên á mà chị nói thôi anh ở lại đi, mà anh đi về nó cực nó mệt. Đó, thì cái đó anh mới là thành công. Không, em không dám chị. Sao không dám? Không dám từ chối đâu, không dám từ chối đâu. Không dám từ chối luôn. À, không dám từ chối đúng không? Chị giúp em đó, chị nói trước luôn. Chặn đứng những ý định, những cái gì xấu xa, những ý định mà những dục vọng thấp hèn mà phải chặn ngay từ đầu. Rồi, bây giờ tôi mời hai anh chị ha, mỗi người sẽ rút là một lá bài trong này, đọc lớn lên cái yêu cầu chương trình đưa ra ha, cho vui. Hãy yêu cầu bạn nam làm mặt xấu, ngộ nghĩnh, đáng yêu. Dễ quá chị. Dễ quá hả? Xấu thì xấu rồi đó, mà không biết có đáng yêu không nữa. Có đáng yêu không vậy? Cái này mặt ngầu đó. Cũng ngầu dữ ha. Trời, anh này như có khiếu gì vậy? Có năng khiếu diễn xuất hay gì á. Rồi, tới phiên anh nè. Điều gì bạn cảm thấy thu hút nhất ở một người phụ nữ? Tính tình duyên dáng. Nhìn vô thấy sao duyên dáng, dễ thương quá. Cái từ duyên dáng này nó rộng lắm. Vậy sao gọi là duyên dáng nè? Về ngoại hình với vui vẻ tính cách. Với anh á, so với anh là người như thế nào, là anh nhìn cái là anh thấy là duyên dáng. Theo như mình nghĩ người phụ nữ duyên dáng. Anh dòm em, anh dòm các tường nè, đó anh dòm cái thấy duyên dáng không? Dạ. Trời hơi cưỡng cầu quá. Đó, thì theo anh như thế nào gọi là duyên dáng? Gọn gàng. Hở hang gì quá, không có kín đáo gì quá. À, nó trung bình để trộn pha trộn giữa yeah. cổ điển và yeah. hiện đại. Yeah. Đó. Lần đầu tiên gặp mặt khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cái cảm xúc đầu tiên của anh như thế nào khi mà nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh?
Bạn gái rất là hiền, trung thực, truyền thống, thân thiện. Cảm xúc trong người anh như thế nào? Thân thiện. Thế còn em, khi mà mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Dạ, em thấy anh thì vui vẻ, khuôn mặt là sao chị thiện sáng sủa. Sáng sủa, đúng rồi. Bây giờ nè, một cái test cuối cùng để cho hai anh chị quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. Bây giờ anh bốn mấy tuổi, 46 phải không? Dạ. Yeah. Tuổi khá lớn rồi nha. Dạ. Yeah. Giờ cưới nhau một cái là phải đẻ con liền phải không? Dạ, chạy nước rút. Chạy nước rút không? Dạ, nước còn rút. Sức chạy nước rút không? Còn nhiêu chạy nhiêu. Còn nhiêu chạy nhiêu. Còn nhiêu chạy nhiêu, bây giờ thử sức được không? Anh có thể hít đất với em 5 cái được không? Để em coi em còn sức khỏe dạ, không? Trẻ trẻ lên đây là 20 cái không dạ, đó? Dạ. Được. Rồi, mời anh. Ok anh. Một, trời sát dữ vậy. Hai, trời cái gì nằm xuống luôn vậy. Ba. Bốn, cái gì sát dữ vậy. Năm, sáu. Trời ơi, lũng tường, lũng tường. Được không em, sức khỏe vậy có chạy được lúc nổi không em? Được, cũng được. Được. Bài test tuy rằng nó hơi kỳ kỳ, nó hơi vô duyên nhưng mà thực tế nó rất là phù hợp với cuộc sống đó quý vị ạ. À, nhấn mạnh một lần nữa, nếu như tiến tới được thì tiến tới hôn nhân em vẫn không ngại đi xa đúng không? Rồi, thế bây giờ là mời hai anh chị đặt tay vào cái nút bấm này. Cái nút bấm này là nút bấm để hẹn hò. Nếu mình bấm nút là mình quyết định trở thành một cặp đôi để mình tìm hiểu tiến tới hôn nhân. Nếu mình không có rung động, không có cảm xúc gì hết, mình không cần bấm. Ha, hiểu ha? Rồi, mời hai anh chị nhắm mắt lại. Một. Hai. Ba. Sau 3 tiếng đếm rất là lâu, chỉ có một mình chị bấm thôi. Lý do tại sao anh không bấm? Trái tim chưa rung động các bạn. Trái tim chưa rung động. Mình bấm nhưng mình cũng bấm rất chậm. Mình phân vân cái điều gì trước khi mình đưa ra quyết định bấm nút? Em cũng muốn đợi rồi anh anh bấm trước. Nhưng mà thôi em mình cứ đúng quyết định của mình. Bấm theo cái quyết định của mình. Đúng rồi. Nhưng mà khi anh không bấm thì cảm xúc của mình như thế nào? Cũng hơi bất ngờ, hơi hụt hẫng chút xíu. Cũng hơi buồn ha. Nhưng mà không sao, giống như Tường nói mà, đây là một cái chương trình thực tế và mình đến đây là cảm xúc thật. Tường rất là ngưỡng mộ bạn là mình đã dám, mình là phụ nữ thời buổi bây giờ mình có thể thể hiện. Giống như Tường thích ai Tường cũng có quyền cũng lên tiếng trước, còn cái chuyện người ta thích mình hay không là quyền của người ta. Cũng cố gắng hết sức rồi quý vị ơi, nhưng mà cũng không hoàn thành cái trách nhiệm mai mối của mình. Bởi vì thật sự để mà tìm một cái con người mà hợp với một con người khác khi mấy mươi năm chúng ta chưa gặp nhau thật sự rất là khó. Và những ít phút ngắn ngủi trên chương trình thì cũng không thể để cho các bạn ấy hiểu hết được nhau. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Quý vị đừng quên nhấn subscribe khi xem chương trình nhé. Bây giờ các đường xin chào và hẹn gặp lại. Cá nhân của mình luôn ha. Họ dạ. Tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha? Dạ. Dạ, xin tự giới thiệu, em là Lê Quốc Tuấn, sinh năm 1993, thì năm nay 30 tuổi. Em quê ở Gia Lai, hiện đang sinh sống tại An Phú, quận 2, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Em là Lê Đức Tuấn hả? Lê Quốc Tuấn. À, Lê Quốc Tuấn sinh năm 93. Rồi. Dạ. Em là hiện tại đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh. Thì em cũng vừa được thăng chức lên nhân viên cấp cao tại dự án hóa dầu miền Nam, hóa dầu Long Sơn của Thái Lan. Bên em là kinh doanh chuyên về mảng gì? Hiện tại thì bên em là chuyên về các sản phẩm nhựa, hạt nhựa nguyên sinh. Đây là một dạng sản phẩm từ hóa dầu, từ dầu mỏ. Bên cạnh công việc chính tại công ty thì em cũng có một vài dự án khởi nghiệp nhỏ nhỏ khác. Dự án khởi nghiệp là em làm một mình hay làm chung với ai? Em có làm chung dự án voi rừng thì em
làm chung với đồng bào ở quê em ở Gia Lai. Thì thực ra là trước khi bắt đầu công việc tại Long Sơn thì em đi khởi nghiệp với dự án này là chính. Tuy nhiên thì kinh tế nó xuống quá nên là không thấy mình có thể là cầm cự nổi cho tới năm sau, nên là em quay lại đi làm tiếp. Ngoài ra thì em cũng có dạy tiếng Anh, dạy tiếng Anh, dạy IELTS, cũng như là có dự án IT outsourcing cho khách hàng nước ngoài nữa. Coi như là công việc cũng khá là nhiều ha. Rồi, em là chiều cao cân nặng của em là bao nhiêu? Em cao 1m7, nặng 65kg. Rồi, bây giờ Tuấn nói một xíu về bản thân em đi, điểm mạnh, điểm yếu của em như thế nào ha? Điểm mạnh của em thì cũng được mọi người đánh giá là cũng cao ráo. Em cũng siêng tập thể dục thể thao, đi gym nên là sức khỏe cũng khá là tốt. Body cũng 6 múi. Học vấn thì cũng khá là ổn. Hiện tại em tốt nghiệp thì đại học là kỹ sư hóa dầu và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại một trường Hoa Kỳ. Tiếng Anh thì IELTS 7 chấm. Rồi nãy giờ chị thấy những cái điểm khá là tốt của em rồi đó. Còn em có những cái điểm yếu hay tật xấu gì không? Điểm yếu thì em cũng là một cái điểm yếu là em hơi ôm đồm nhiều thứ. Trong công việc cũng khá là bận rộn. Và được một số bạn gái đánh giá là hơi nhạt nhẽo, chưa được hài hước cho lắm. Và kinh nghiệm tình trường này cũng chưa có nhiều. Mặc dù là em biết đàn hát, cũng có một chút xíu cái đàn hát, nhưng mà mình có vẻ như nó cũng chưa chưa hấp dẫn cho lắm với các bạn gái. Rồi hát thử chị nghe một đoạn ngắn coi có hấp dẫn không. Chị muốn hát tiếng 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 Việt hay tiếng Anh ạ? Cái nào cũng được, nào mà mình tự tin nhất là được rồi. Vậy em xin hát tiếng Anh đi. Em xin hát bài At My Worst. Bài này có nghĩa là hiểu nôm na là hãy giúp tôi cho dù kể cả những điều tệ nhất của tôi. Em xin bắt đầu ạ. Nếu mà có đàn thì dễ hơn, nhưng mà đây không có đàn thì em hát chả hát chay vậy. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover until the very end? Can I show you love? I don't pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. It's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I forget you the worst. Rồi, ok, được rồi. Hát cũng ok mà. Rồi, nhưng mà hồi nãy em nói cái chuyện tình trường của em á, thì trước đây là trải qua mấy mối tình rồi, quen bao lâu mà sao chia tay? Chuyện tình cảm của em thì trước đây em qua ba mối tình. Thì nó bắt đầu từ những năm cuối đại học, khi mà em thấy là mình sắp hết đại học mà vẫn chưa có mối tình nào hết. Thì em bắt đầu đi tìm hiểu, và mối tình đầu tiên thì kéo dài được hơn một tháng. Thật ra thì nó cũng là trong giai đoạn tìm hiểu thôi. Nhưng mà không hợp nhau thì thôi, hai đứa chia tay. Tới mối tình thứ hai ấy, thì sau đó thì kéo dài được gần 5 năm. Nó bắt đầu từ thời sinh viên cho tới khi em bắt đầu đi khởi nghiệp. Tuy nhiên thì tại đi khởi nghiệp thì phát triển các sản phẩm đặc sản ở quê như là mật ong rừng hay trà dây rừng ở Tây Nguyên ấy, thì tại em đi nhiều quá đi nên là bạn gái giận rồi hờn dỗi rồi sau đó đòi chia tay, nên là không níu kéo được thì thôi hai đứa chia tay. Sau đó thì trong quá trình khởi nghiệp thì em có quen một bạn cũng khá là xinh xắn dễ thương. Thì cuối năm ngoái thôi, cuối năm ngoái thì hai đứa bắt đầu hẹn hò. Tuy nhiên thì được hơn 2 tháng thì em để ý là bạn ấy
không được chung tình cho lắm, nên là sau đó thì em quyết định chia tay và em ế từ đó tới nay luôn. Bộ may mắn là bữa trước lên lướt Facebook thì thấy quảng cáo của chương trình, nên là em bấm liền luôn. Tại Vậy vì thì là bao lâu rồi em không quen ai? từ hồi Tết là tháng 2 tới giờ là 6 tháng, gần 7 tháng. Rồi tại vì chị thấy em thứ nhất là ngoại hình cũng ổn nè, công việc cũng tốt, chia sẻ cũng khá là chững chạc nè, thì ở ngoài em không có tiếp xúc được với ai hay như thế nào, hoặc là trong công ty em á? Dạ cũng nhiều lắm chị, nhưng mà người ta nói là không nên con thầy vợ bạn gái cơ quan á, nên là em gái xin công ty nhiều lắm, em không dám đụng tới. Trời ơi vậy đó hả? Còn thực ra thì em cũng tính là sau khi ổn định công việc và chỗ ở thì sắp tới tháng sau là em cũng bắt đầu để tìm hiểu và đi hẹn hò tiếp. Thì cũng may là đúng lúc chương trình gửi quảng cáo thì em bấm thêm, em nghĩ Rồi, biết đâu mình có ok. duyên. Dạ Đúng rồi, biết đâu có duyên. Rồi bây giờ em nói về cái hình mẫu bạn gái em mong muốn đi. hình mẫu em thì nó sẽ có nôm na là ưa nhìn, thông minh và hợp tính. Thì ưa nhìn thì có thể là mặt mũi ưa nhìn, ngoại hình dễ thương. Chiều cao thì từ 1m6 đến 1m7, tuổi thì có thể là 92 cho tới 2k2 là em thấy là hợp lý. Về trí tuệ hay là học vấn thì trình độ đại học, biết tiếng Anh, nếu mà có biết tiếng Trung thì càng tốt, tại em cũng đang học thêm tiếng Trung nữa, thì có gì bạn ấy dạy cho em thì lại càng hay. Rồi, còn yêu Em cầu đang gì dạy nữa tiếng Anh không cho em? bạn ấy. Công việc rồi thì cũng ổn ổn một chút, thu nhập thì từ 10 triệu trở lên là đẹp. Nhưng mà những Em yêu cầu thì này em có phải bắt buộc ở một người bạn gái không? Ví dụ hay là em quan không, trọng khi gặp mặt về cảm xúc, về tính cách của bạn gái? tức là cái này là kiểu lý tưởng đó chị, lý tưởng thôi. Em thì bây giờ thu nhập khoảng từ công việc chính và các dự án phụ thì khoảng từ từ 25 cho tới 30 triệu một tháng, nên là cũng mong là bạn gái thì cũng từ 10 triệu trở lên là đẹp rồi, thì thu nhập thì em sẽ là người gánh vác chính để hướng tới việc lập gia đình trong tương lai. Em cũng dự tính là kết hôn sớm. Rồi, ok. Nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà có người phù hợp á, thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình ha. Và biết đâu mình có duyên, biết đâu được là mình trùng với cái lịch ghi hình gần nhất của chương trình là ngày 31 tháng 8 này. Hiện tại là chương trình có rất là nhiều hồ sơ của các cô gái, nhưng mà sẽ chọn và sắp xếp một cô gái phù hợp nhất. Nếu mà cả hai bên cùng sắp xếp thì mình có thể là ghi hình cho cái đợt ngày 31 tháng 8 này nha. 31 tháng 8 luôn. Dạ, cũng 2 ngày à. Nói chung là cái duyên của mình á, phải quan trọng là phải có cái người phù hợp đã nha. Rồi chương trình sẽ sớm thông báo cho mình. Còn về hồ sơ thì rất là nhiều hồ sơ để chương trình họ phải chọn lọc lại nữa, chứ không phải là ai cũng ghép được với nhau nha. Em hiểu. dạ Rồi ok, cảm ơn em. Có gì em đợi thông tin từ chương trình nha. dạ em cảm ơn chị ạ. Em có thể phát tên, tuổi, quê quán và công việc của mình đi. Em Lê Thành Hồng Sơn, 25 tuổi, công việc bán hàng với làm đoàn. Làm công tác đoàn á hả? Rồi quê em ở đâu và em đang làm ở đâu? Quê em ở Long An. Là hiện tại đang làm dưới Long An luôn. Rồi thấy đang chạy xe ngoài đường là đang đi đâu á? Dạ, tại đi chơi cho cờ tới lễ nè, lễ Treo cờ lễ có mình em đi hả hay anh đi với ai? dạ anh đi với ship chị. Rồi vậy Sơn trước giờ đã từng có bạn gái chưa? Chưa. Là chưa từng yêu ai luôn hả? Lý do làm sao vậy? Tại xấu quá. Là không tự tư tự tin về bản thân mình hay sao? Là hồi giờ biết cảm giác nắm tay hay hôn bạn gái chưa? Em là em cao mét nhiêu? Em 1m70 chị. Nặng nhiêu ký chị thấy hơi ốm?
50 kg chị. Rồi trời, đang chạy xe không hả, chóng mặt quá. Dạ, tại đi làm treo cò nè chị. Ừ rồi, được rồi. Em nói về cái hình mẫu của bạn gái em mong muốn đi. Bình thường hả chị? Ý là tuổi tác, vùng miền của bạn gái ở đâu được á? Miền nào cũng được á chị. Rồi nếu mà em được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi thêm với em nha. Tại vì trong cái hoàn cảnh này thì chị cũng không thể nào mà hỏi thêm được em á. Cho nên là có gì nếu mà được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi thêm với em ha. Dạ. Ừ, rồi cảm ơn em nha. Em có thể phát cuộc gọi để làm tiếp công việc của mình được. Cảm ơn Huy. Mình đang ở tại Hòa Thành, Tây Ninh. Công việc của mình hiện công việc chính hiện giờ là mình có một quán ăn nhỏ mở tại tại nhà. Mình sinh năm bao nhiêu hả anh Huy? Mình sinh năm 1982. Rồi, kinh doanh quán ăn tại nhà đúng không ạ? Rồi, anh Huy đã từng kết hôn lần nào chưa? Chưa. Chưa từng lập gia đình luôn. Sao vậy, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi sao mà mình độc thân lâu vậy? Sao anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Chưa có. Trời ơi, thì chưa có mối tình nào luôn hả? Sinh năm 82 mà chưa có mối tình nào luôn. Từng thích ai chưa hả anh ha? Cũng có nhưng mà sao chứ, mà nhưng mà sao? Họ có người yêu hết rồi hả? Anh nghe em nói rõ không? Nghe. Nhưng mà chưa từng có từng thích rồi nhưng mà sao anh không tỏ tình hay là như thế nào? Thì chị qua rồi. Rồi bây giờ anh thích mẫu người như thế nào ạ? Mình thì bình thường thôi, không có gì. Bình thường là như thế nào, về ngoại hình, tính cách, tuổi tác như thế nào anh? Ngoại hình thì nhìn cũng được, còn tuổi tác thì nhỏ trong mình một chút cũng được. Lớn hơn 1-2 tuổi được không? Được. Anh đang sống ở Tây Ninh là sống với ai? Sống với ba má, với mẹ. Sống cùng ba má. Và bạn gái, ví dụ như chẳng hạn như là bạn gái không may từng đổ vỡ thì anh có chấp nhận không? Cái đó phải xem lại. Chứ nói thì nếu mà nói qua người khác thì anh không dám trả lời. Là sao ạ? Bây giờ anh có ok hay không ok thôi ạ? Không. Dạ, thế thôi, anh chỉ cần nói về thôi. Còn nếu mà anh còn xem lại, em đâu có biết anh xem gì đâu. Dạ. Về ngoại hình của bạn gái thì sao ạ? Ngoại hình thì mình cũng được thôi. Anh cao mét bao nhiêu? Anh hả? Cao mét 67. Mét 67 hả? Bạn gái cao mét bao nhiêu thì được? Cỡ mình tương xứng với mình là được rồi em. Không cần phải cao. Rồi anh có yêu cầu gì đặc biệt ở bạn gái nữa không? Vậy anh có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Anh cần người để cùng nhau chuyện của mình và cùng nhau sẵn để có những đẹp xung quanh thôi, còn không thêm thôi. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì ạ? Anh hả? Anh không biết. Rồi, cảm ơn anh nha. Hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì nếu có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với anh để mời anh cái lịch ghi hình. Thì lịch ghi hình gần nhất của mình á là ngày 31 tháng 8 tới đây.
Nếu như có người phù hợp, có hồ sơ phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với anh nha. Rồi. Rồi rồi, em cảm ơn anh. Okay. Rồi ok, bây giờ thì anh tự chủ động giới thiệu về bản thân của mình nhá. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, công việc hiện tại của mình nhá. Rồi mời anh. Anh tên là Nguyễn Ngọc Duy, sinh năm 1987. Anh ở Bình Dương, nghề nghiệp là kỹ thuật viên sửa chữa ô tô. Rồi, Nguyễn Ngọc Duy đúng không ạ? Đúng rồi. 1987, Bình Dương, kỹ thuật viên sửa chữa ô tô. Đúng không anh? Anh làm quê quán là anh ở đâu? Quê anh ở đâu? À, ở Bình Dương. Ở Bình Dương luôn đúng không? Ở Bình Dương. Rồi, nhà cửa mình có chưa hay mình đang ở trọ? Đang ở trọ em. Nhưng mà quê mình ở Bình Dương luôn. Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Nó không biết nữa, không biết có điểm mạnh, điểm yếu gì không nữa. Rồi, anh Duy, vậy thì anh kết hôn. Anh từng kết hôn? Chưa, chưa em. Chưa. Vậy trước giờ mấy mối tình rồi? Chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết. Tại sao vậy anh? Tại lúc mà thời đi học anh chỉ biết học xong, học xong ra đi làm cũng có quen, nhưng mà chỉ thời gian cái rồi hai bên không hiểu ý nhau cái rồi chia tay. Đấy nó được gọi là một mối tình ấy, nhưng mà nó yêu nhau trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu? Cũng mấy tháng rồi em. Mấy tháng? Cỡ 5-6 tháng gì á. Đó là một mối tình. Thế sau này khi trưởng thành rồi, phát triển rồi thì anh không có nhu cầu có bạn gái hay sao? Anh cũng có mà anh không có, anh không có, cũng anh cũng ít giao lưu với mấy bạn bên ngoài lắm. Ngoài ngoài việc đi làm về là anh về phòng hoặc là về nhà nghỉ ngơi xem nhạc về thôi. Thu nhập của anh bây giờ là bao nhiêu tháng? 11 triệu một tháng. Rồi. Nhưng mà tại sao anh là một cái con sống hướng nội á, kiểu là không thích tiếp xúc bên ngoài, mà bây giờ tự nhiên bao nhiêu năm trên cuộc đời không nhu cầu cái, bây giờ tự nhiên đăng ký bạn muốn hẹn hò là như nào? Tại do bà già hối anh dữ quá, do mẹ hối dữ quá. Nhưng mà mẹ hối dữ quá, nhưng mà anh có nhu cầu thật không? Anh không có. Anh không có nhu cầu xong về, xong rồi ghép cho anh, xong rồi anh về anh cũng đâu hẹn hò với người ta đâu thì cũng chết. Anh có anh có nhu cầu. Rồi thì bây giờ nói chung là về câu chuyện của tình yêu của anh là chẳng có cái gì luôn đúng không? Bây giờ anh mong muốn tìm mẫu người như nào? Anh muốn tìm mẫu người cũng dịu dàng nết na vậy thôi, được khoảng chừng từ 22 cho đến 28 vậy á. Rồi, rồi. Công việc nghề nghiệp như nào thì phù hợp với đại diện? Công việc nghề nào cũng được hết em. Công nhân hay là làm văn phòng cô gì cũng được hết. Không đòi hỏi cao cấp quá đúng không? Không cần phải đòi hỏi. Quê quán vùng miền, có kỵ miền nào không? Không em, miền nào cũng được. Nếu mà bây giờ lấy vợ về thì ở trọ luôn à? Nếu giờ lấy vợ là về nhà ở. Về nhà mẹ ở. Đúng rồi. Nhà rộng rãi không anh? Rộng em, khoảng 30 mét vuông á. 30 mét vuông. Nhưng mà ý phải làm dâu đúng không? Làm cũng được, mà không làm cũng được. Không làm thì anh có tính phương án gì? Nếu mà không làm dâu thì anh tính phương án như nào? Mà vợ chồng sống chung ở phòng trọ cũng được. Rồi. Có nhu cầu xây nhà chứ anh có gom góp được tiền gì không? Có em.
Anh góp được bao nhiêu tiền à? 250. Hai trăm rồi, nói chung là để sẵn sàng để mà cưới vợ ấy đúng không? Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Rồi ok, bây giờ nếu mà hẹn hò được thì anh thấy ở cái khu vực nào anh có thể hẹn được, ví dụ như Bình Dương hoặc là Sài Gòn được không? Cũng được em, Sài Gòn càng tốt, tại vì Sài Gòn quê ngoại anh ở trên đó mà. Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai ha, Biên Hòa gần. Rồi ok anh, cảm ơn anh nhá. Thì mà tìm được cái người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với anh ha. Rồi rồi rồi.